Tổng thống Nga công khai bình luận về lính Ukraine đầu hàng. Tả thực về đòn tập kích rực rỡ của loạt UAV Nga ở Avdiivka. Nga bắn hạ 26 UAV trong 2 giờ khi Ukraine tấn công vào Crimea. Lính Israel bắn hạ nhầm 3 con tin. Hezbollah xác nhận là một phần trong xung đột Israel-Hamas. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin mới đây cho biết số lượng lính Ukraine đầu hàng lực lượng Nga gần đây tăng mạnh trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev lâm vào bế tắc. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua có 82 binh sĩ Ukraine đầu hàng và bị bắt, và chỉ riêng ngày 15 tháng 12 đã có ít nhất 25 lính Ukraine bị bắt hoặc ra hàng. Trong cuộc họp báo với lãnh đạo Duma Quốc gia Nga, Tổng thống Vladimir Putin thông báo, công tác trao đổi tù binh đang được tiến hành. Tôi muốn thông báo rằng số lượng binh sĩ Ukraine đầu hàng gần đây tăng mạnh. Tổng thống Putin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine lâm vào bế tắc. Lực lượng nước này không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Cũng trong cuộc họp này, ông Putin cảnh báo bất cứ hành vi nào can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp. Ông Putin phát biểu, tôi muốn nhấn mạnh rằng các chiến dịch tranh cử và hoạt động bỏ phiếu phải diễn ra phù hợp với quy định của hiến pháp, dân chủ, minh bạch, hợp pháp và trung thực. Chúng ta đang bảo vệ quyền tự do, quyền độc lập và quyền chọn lựa tương lai của người dân. Chính người dân Nga và chỉ có họ mới là nguồn sức mạnh của đất nước chúng ta. Theo ông Putin, các bên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 khi xác định lập trường của mình phải ghi nhớ lợi ích quốc gia và trách nhiệm của mình đối với người dân, đất nước và tương lai của nước Nga. Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện, ngày 7 tháng 12 thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga sau đó thông báo nước này chính thức bắt đầu giai đoạn vận động tranh cử. Ông Putin ngày 8 tháng 12 thông báo sẽ tranh cử Tổng thống Nga vào năm sau. Nhiệm kỳ hiện tại của ông Putin, 71 tuổi, dự kiến kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau, ông Putin sẽ giữ chức Tổng thống Nga đến năm 2030. Về tình hình chiến địa, các binh sĩ Ukraine thừa nhận trận chiến khốc liệt ở thành phố Avdiivka khi Nga tiếp tục dồn nguồn lực tới mặt trận này để quyết hạ gục Kiev. Một viên thiếu tá thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đang chiến đấu tại một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong gần 2 năm xung đột, chia sẻ với Newsweek. Tôi nghĩ tôi sẽ bị người Nga hạ gục, có thể là trong vài tuần đầu tiên. Tôi lo lắng về việc họ chiếm được Avdiivka, vì với tư cách là một người Ukraine, tôi lo lắng về từng mét vuông đất của chúng tôi. Nga phát động chiến dịch tấn công xung quanh thành phố Avdiivka vào ngày 10 tháng 10, khiến hàng nghìn người ở cả hai bên thiệt mạng, ngay trước khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến trên khắp Ukraine. Các nhà phân tích phương Tây ban đầu tỏ ra lạc quan về việc Avdiivka vẫn có thể trụ vững và hàng phòng ngự của Ukraine vẫn không bị chọc thủng. Nhưng bây giờ gần như hàng ngày, Moscow đều tiến xa hơn xung quanh khu công nghiệp. Và nếu Ukraine muốn tập trung nguồn lực ở Avdiivka, họ phải rút lực lượng từ nơi khác. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, quân đội Moscow đã tiến về phía đông nam Stepovev, một ngôi làng chỉ cách Avdiivka chưa đầy 3,2 km về phía tây bắc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết vẫn chưa có xác nhận về thông tin từ các blogger quân sự của Nga cho thấy Moscow đã tiến về phía đông nhà máy luyện cốc Avdiivka ở phía tây bắc. Đạt được mục tiêu trên không phải là một việc dễ dàng. Các lữ đoàn Ukraine được trang bị xe chiến đấu Bradley do phương Tây cung cấp và tên lửa Javelin đang bám trụ ở thành phố. Những đòn tập kích của Nga rất dữ dội, UAV liên tục được điều tới. Nơi đây chính là Bakhmut thứ hai. Đây chính là những mô tả ngay trên trận địa Avdiivka từ một viên đại đội trưởng thuộc lữ đoàn cơ giới số 53 Ukraine. Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại Avdiivka bị Nga tập kích UAV dồn dập với tần suất 82 phút một lần. Trong cuộc phỏng vấn được công bố mới đây, một đại đội trưởng thuộc lữ đoàn cơ giới 53 Ukraine cho biết lực lượng Nga dùng 35 UAV chứa đầy chất nổ tấn công vị trí mà đơn vị này đang bảo vệ. Theo mô tả, mỗi chiếc UAV nặng gần 1 kg, mang theo 0,5 kg chất nổ, lao vào mục tiêu với tần suất 82 phút một lần. Lữ đoàn số 53 Ukraine được điều tới Avdiivka mùa xuân này giữ phòng tuyến từ đầu tháng 10 khi quân đội Nga tập trung xe tăng và thiết giáp cho các đợt tấn công nhằm vào thành phố nằm gần thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên.
Trong thời gian tiến công vừa qua, lực lượng Nga tiến khoảng 1,5 km về phía Bắc và phía Nam, gần đây kiểm soát được khu công nghiệp ở phía đông nam thành phố. Lực lượng Ukraine nhận định, tình thế hiện tại khiến Avdiivka giống Bakhmut thứ hai, thành phố mà Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài hơn 10 tháng. Tuy nhiên, lực lượng Nga có thể đã mất hàng trăm phương tiện chiến đấu trong chiến dịch tấn công này. Được biết, khi đối mặt với xe tăng và thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bên sườn Avdiivka, các chỉ huy Nga chuyển sang chiến thuật tập kích đường không, triển khai ngày càng nhiều UAV mang thuốc nổ và UAV lớn chuyên thả bộc phá vào vị trí đối phương. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ngăn chặn một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 15 tháng 12, Bộ Trên thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 26 UAV của Ukraine hướng về bán đảo Crimea. Tuy nhiên, thông báo của bộ này không cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine có gây ra thiệt hại gì về người hoặc tài sản hay không. Theo hãng tin AFP của Pháp, các cuộc tấn công bằng UAV hầu như xảy ra hàng ngày ở các khu vực biên giới của Nga, mặc dù các cuộc tấn công hàng loạt ít phổ biến hơn. Thủ đô Moscow của Nga và vùng ngoại ô cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công UAV của Ukraine. Về phía Nga, nước này bắn phá các thị trấn của Ukraine gần như hàng ngày. Trong tuần, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn UAV vào miền nam Ukraine và bắn tên lửa đạn đạo vào Kiev. Hãng TASS ngày 15 tháng 12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, lãnh đạo nhiều nước phương Tây đã liên hệ về việc tổ chức các cuộc gặp với lãnh đạo Nga để thảo luận vấn đề Ukraine và an ninh châu Âu. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Sergei Alenik, ông Lavrov phát biểu rằng ông không muốn và cũng không có quyền nêu tên, nhưng nhiều nước đã vài lần liên lạc qua các kênh khác nhau, gửi tín hiệu về việc muốn đối thoại. Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận các vấn đề này một cách nghiêm túc. Cùng ngày, hãng TRIA dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng với điều kiện chỉ tuân theo các điều khoản của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, Moscow vô cùng tiếc khi cảm nhận được mối đe dọa từ phía Phần Lan sau khi quốc gia này dự định ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép quân Mỹ hiện diện trên lãnh thổ. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Peskov khi ông bình luận về quyết định của Helsinki ký thỏa thuận quốc phòng với Washington. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng gia tăng giữa Nga và Phần Lan. Người phát ngôn Peskov lưu ý, chúng tôi rất lấy làm tiếc về hành động này vì chúng tôi từng có mối quan hệ tuyệt vời với Phần Lan. Cả hai chúng tôi đều không đe dọa đối phương, không có vấn đề gì và không có yêu sách nào chống lại nhau vì chúng tôi không xâm phạm lợi ích của nhau mà thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Theo nhà chức trách, giờ đây Phần Lan đã trở thành thành viên NATO và cơ sở hạ tầng quân sự của NATO sẽ tiến vào Phần Lan. Vì vậy, điều đó chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa đối với Nga. Trước đó, chính phủ Phần Lan công bố kế hoạch dự kiến ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ vào ngày 18 tháng 12. Báo địa phương Helsinki Sanomat đưa tin, theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ cấp cho Mỹ quyền tiếp cận 15 căn cứ ở quốc gia Bắc Âu này. Thỏa thuận nêu rõ, Mỹ cũng sẽ được phép triển khai thiết bị quân sự, tiến hành huấn luyện và điều động máy bay, tàu và phương tiện chiến đấu. Cập nhật tình hình chiến sự tại giải Gaza giữa Israel và Hamas, quân đội Israel vừa thừa nhận binh sĩ nước này bắn hạ 3 con tin sau khi xác định nhầm rằng họ là mối đe dọa. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 15 tháng 12 thông báo, trong trận đánh ở Sizaya, quận ngoại vi Gaza City, lực lượng phòng vệ Israel xác định nhầm 3 con tin Israel là mối đe dọa. Hậu quả là các binh sĩ nổ súng về phía những người này khiến họ thiệt mạng. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các binh sĩ Israel nảy sinh nghi ngờ về danh tính của 3 người khi lục soát các thi thể sau vụ nổ súng. Ông Hagari tiết lộ, thi thể của họ được nhanh chóng chuyển về Israel để giám định và xác định danh tính. Ông Hagari cho biết, lực lượng phòng vệ Israel chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Lực lượng phòng vệ Israel đang thu thập thông tin và làm rõ chi tiết liên quan vụ nổ súng nhầm. Quy trình mới để xác định con tin đã được chuyển tới lực lượng tham chiến trên bộ tại giải Gaza để ngăn chặn sự kiện tương tự. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, cuộc chiến ở Israel ở Gaza sẽ chuyển sang giai đoạn mới và nhắm mục tiêu chính xác vào giới lãnh đạo Hamas. Đang có chuyến thăm đến Israel, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan có cuộc thảo luận với Israel về việc chuyển chiến lược quân sự ở Gaza từ các cuộc tấn công trên bộ sang các cuộc tấn công chính xác nhắm vào Hamas nhằm bảo vệ dân thường. Ngày 15 tháng 12, hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định cuộc chiến ở Gaza sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Ông Sullivan cho biết sẽ có sự chuyển đổi sang giai đoạn khác của cuộc chiến, tập trung chính xác hơn và nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Hamas, cũng như tập trung các hoạt động do tình báo điều hành. Các mục tiêu hàng đầu của Israel bao gồm Mohammed Deif,
người đứng đầu cánh quân sự của Hamas và là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Marwan Issa, chỉ huy thứ hai của ông Deif, và Yahya Sinwar, thủ lĩnh của Hamas ở Gaza. Ông Sullivan cho biết đã thảo luận về thời điểm chuyển tiếp của cuộc chiến ở Gaza trong các cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, nội các và lãnh đạo quân sự Israel. Khi nào điều đó xảy ra và điều kiện chính xác sẽ tiếp tục được Mỹ và Israel thảo luận chuyên sâu. Đài RT ngày 15 tháng 12 đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với ông Haji Mohammad Afif, người phát ngôn lực lượng Hồi giáo Hezbollah đóng tại Liban. Người phát ngôn lực lượng Hồi giáo Hezbollah xác nhận mình là một phần trong xung đột Israel-Hamas, tuyên bố chỉ mới dùng 5% lực lượng và sẽ duy trì nhịp độ của cuộc chiến, hỗ trợ và đoàn kết với người Palestine. Theo đó, ông Afif xác nhận Hezbollah hiện là một phần trong cuộc xung đột giữa Israel-Hamas và nhóm này thường xuyên tấn công lực lượng phòng vệ Israel. Về cơ bản, nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shia đã mở mặt trận thứ hai chống lại Israel trong bối cảnh giao tranh khốc liệt giữa Tel Aviv với Hamas đang diễn ra ở dải Gaza. Người phát ngôn của Hezbollah cũng cho biết việc quân đội Israel pháo kích các khu vực phía nam của Liban, nơi cố thủ của các chiến binh Hezbollah, đã khiến hàng chục nghìn người Liban phải rời bỏ nhà cửa, và đó là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh thực sự. Hezbollah là một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất ở Liban. Họ tuyên bố có tới 100.000 chiến binh, nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự cũng như kho vũ khí tên lửa khổng lồ. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cũng như những ưu tiên trong năm tới. Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, kể từ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc tại Indonesia năm ngoái, Tổng thống Biden đã chỉ đạo các quan chức Mỹ tăng cường liên lạc với Trung Quốc thông qua các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp. Bộ trưởng Janet Yellen nhấn mạnh, ba mục tiêu trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc đó là Mỹ sẽ theo đuổi một mối quan hệ kinh tế lành mạnh, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Mỹ sẽ tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong các thách thức toàn cầu và Mỹ sẽ triển khai các công cụ khi cần thiết để đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia. Theo Bộ trưởng Yellen, Mỹ có ba ưu tiên chính trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc trong năm 2024. Thứ nhất là Mỹ sẽ tiếp tục quản lý có trách nhiệm quan hệ kinh tế song phương với Trung Quốc, mặc dù hai bên còn nhiều bất đồng và có nhiều thách thức. Thứ hai, Mỹ sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc minh bạch trong các chính sách kinh tế cũng như quá trình hoạch định chính sách của mình, để từ đó Mỹ cũng sẽ thông báo về các quyết định của mình. Thứ ba, Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực hai nước hoặc nhiều nước khác có thể hưởng lợi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.